Hello mọi người, hôm nay Phú An lại được gặp mọi người và giới thiệu dòng sản phẩm mới là một cái dòng loa vừa mới ra mắt trên thị trường rất là đẹp ha. Và đây, đây là mình nhìn đây là cái logo, logo đây là cái logo. Ok, thì logo của cái này là một cái dòng loa gì thì mình xin giới thiệu ha. Cái này là Transparent. Bộ sản phẩm của thương hiệu này nó sẽ có ba sản phẩm là Transparent, Transparent Small và một cái đèn báo bão ha. Ok, đây là cái lớn Transparent Speaker. Thì ngay từ cái bên ngoài của cái vỏ hộp á, là đã thể hiện luôn cho mình là về màu sắc. Giống như là ngoài hộp đây, ở đây in cái dòng chữ màu đen thì cái này sẽ là cái màu đen. Còn nếu mà ngoài hộp in dòng chữ màu trắng thì cái này sẽ là cái loa màu trắng ha. Thì cái ưu điểm của cái Transparent là gì? Họ thiết kế theo một cái phong cách á, là đơn giản, hiện đại và nó rất là hoài cổ. Có nghĩa là cho dù nó sẽ đi theo tháng năm về cái thiết kế. Ok, thì giờ bắt đầu mình mở hộp nha. Rất là sang trọng ha. Đầu tiên là đôi găng tay nè. Ok, thì hôm nay cho phép em đeo đôi găng tay luôn. Và cái ưu điểm của Transparent là ngoài thiết kế hiện đại nè, hoài cổ, thì nó lại đơn giản nữa. Đơn giản mà cực kỳ sang trọng. Có nghĩa là mình sau này mình có cần là nâng cấp bất kỳ một cái gì đó thì thiết kế module của cái bộ này nó cho phép mình là ok, cái việc tháo ra và mình nâng cấp những thiết bị mới, hãng nâng cấp những cái loa mới hay là những cái phụ kiện mới về kết nối hay là gì về gì đó, thì là mình chỉ việc mua những cái phụ kiện đó của hãng và mình tự về mình gắn vô theo thiết kế module là coi như là mình đã nâng cấp được cái bộ loa của mình ha. Em rất là thích cái đôi găng tay nè. Nó tạo cho mình cái cảm giác là sang trọng, hàng luxury. Đây là cái sợi dây điện. Đây là sợi dây điện ha. Ok. Anh bóc, đây là cái sợi dây cáp kết nối. Và các loa Transparent này á, speaker này khi mình kết nối với lại những cái thiết bị đồ đọc hay là cái gì đó thì sẽ qua cổng cáp ha. Và mình khi mình muốn kết nối qua wifi, sử dụng qua app để điều khiển thì mình có thể mua thêm cái cục rời này. Cái cục này nó sẽ tên là module wifi. Ok, đây, lát em sẽ giới thiệu sơ ha. Bây giờ bắt đầu mở hộp ra cái Transparent này. Ok, đây em xin giới thiệu sơ. Đây là cái bản vẽ. Ok, các bạn thiết kế. Đây là một dòng loa cao cấp ha. Cao cấp rất đẹp. Rất nặng nha. Rất là nặng. Thì những cái dòng loa cao cấp mà nặng á thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ rất là tốt. Wow. Rất là nặng. Cái củ loa, cái bộ nguồn chép bát ha, rất là chắc chắn, rất là chắc, rất là đẹp. Thì cái màn này mình thấy là cái này nè. Ok, cái này là cái lớp từ sản xuất nha, từ nhà máy nó ra nên nó còn nguyên hết. Rồi sau đây là bắt đầu mình sẽ giới thiệu qua. Thì cái bộ loa Transparent này á, nó công suất là 100W. Ok, giờ bắt đầu mình nhẹ nhàng nha. Ok, đây mình lật đây đó, có nghĩa là mình để cái vị trí nào mình vẫn thấy nó cũng đẹp hết, chứ không riêng gì là một cái vị trí là mình nằm bên đây, vị trí đúng của nó sẽ là nằm theo hướng này. Ok, nhưng mà giờ mình thích để cái vị trí kia nó vẫn đẹp, để cỡ nào em cũng thấy nó đẹp. Ok, mình cũng thấy nó rất là đẹp nha. Loa trong suốt nè. Ok, và em gặp với một anh khách hàng, anh thấy cái bộ loa này đẹp, anh hỏi về cái khả năng chống nước. Em cũng hy vọng là ảnh không mua nó về để làm hồ cá. Đây là những cái phím điều khiển nè. Ok, rồi giờ mình trả về đúng cái vị trí của nó. Ở đây á, thì cái loa nó cho phép là mình chỉnh nè. Volume nè. Ở đây mình chỉnh bass nè, chỉnh chép nè. Thì do cái loa này á, là ngay từ cái chiếc lý thiết kế của hãng á, là nó là đi mãi theo thời gian.
nên những cái dòng nhạc sẽ phù hợp với những cái loa này sẽ là những cái dòng là acoustic hay là những cái dòng ballad hay là guitar hay là gì đó, những nhạc cổ điển ha, nó sẽ phù hợp nhất. Mình nghe mình thư giãn, mình trải nghiệm về không gian và thời gian cùng với cái âm nhạc của mình thích. Ok, thì đây là cái loa Chamberlain chính hãng được bán tại Phú Quang. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu kế tiếp là cái dòng sản phẩm là Chamberlain Small, là cái dòng màu trắng ha. Thì khi mà trước khi mà em tìm hiểu dòng sản phẩm này để mà em bán á, thì trên Stott là được đánh giá những dòng này là từ 4 đến 5 sao. Ok, ngoài thiết kế ra còn chất lượng âm thanh nữa, mượt mà chắc. Đây, bên trong hãng, bên trong hộp bao giờ cũng có cái đôi găng tay ha. Và đây là cái loa Small nặng nha, cái cảm giác cầm rất là nặng tay, rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Ok, cái này là nó để vô những cái thiết kế mà những cái phòng khách hoặc phòng ngủ á, phải nói là xuất sắc, cực kỳ xuất sắc. Đây, đây là cái loa Small, công suất là 30W. Đây là cái loa Chamberlain, công suất là 100W. Ok, thì cái điểm cái Small này á, thì nó công suất là 30W nên nó sẽ phù hợp cho những cái phòng khách nhỏ, những phòng khách của căn hộ chung cư hoặc là những cái phòng ngủ là nó sẽ phù hợp hết, phù hợp nhất. Còn cái 100W này thì mình có thể là ok, cái không gian nó lớn hơn, lên tới 50m, 70m vuông gì đó. Ok, và cái này á, thì mình sẽ không chỉnh ha, có nghĩa là mình chỉ ưu tiên là mình chỉnh volume thôi. Ok, chứ mình không chỉnh chip bass đó, mọi cái là đều auto hết. Và những cái loa này là mình đều có thể là sau này là nâng cấp lên, là mình mua phụ kiện, mua loa khác, đổi loa khác gì đó, công suất hay như thế nào thì mình gắn vô, tùy vô. Cái này là những option rồi, và đều có thể thay thế được hết. Và bây giờ là một cái bộ phụ kiện không thể thiếu của hai cái dòng loa Chamberlain này là cái cục chuyển wifi, nó gọi là Chamberlain Audio Cast Wifi Module. Thì cái cục này có tính năng gì? Có nghĩa là nếu mà bạn kết nối qua cổng, kết nối qua dây cáp ha, thì mình sẽ không cần dùng cục này. Nhưng mà nếu mình muốn dùng multi, có nghĩa là đặt ở nhiều phòng khác nhau, nhiều loa khác nhau, nhiều vị trí khác nhau, mà mình muốn cùng chơi một thể loại nhạc cùng một bản nhạc đó qua điện thoại, qua iPad hoặc qua máy tính gì đó, thì mình sẽ nên dùng cục này nha. Ok, và cái cục này á, là sẽ bán rời. Giá của cái cục module này á, là giá của nó là 1.790.000. Ok, đó là mình sẽ cần cái này. Và mình sẽ gắn ở đâu? Mình sẽ gắn ở đây. Đây, mình sẽ gắn dưới này nha. Đây là cái sợi dây nè. Ok, thì ví dụ nếu mình muốn gắn cái sợi này thì nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên, đây là dây kết nối. Dây này thì nó vừa là dây điện, cái này là nó sạc nha, nó sạc cho cái này. Thì mình sẽ cắm ở đây. Ok, giờ mình sẽ cắm vào ở đây. Cái này là cái cổng kết nối thứ nhất. Đây, để mình mở ra mình cắm luôn. Ok, đây là cái thứ nhất, đây là sợi dây. Cái này cái cấp nguồn nha. Rồi, ok. Thì dây này mình sẽ rút gọn lại. Là đâu á, là họ sản xuất cho mình nè. Đó, một cái sợi dây để gàn nó lại, cố định lại. Mà mình sẽ dễ dàng là mình cất cái cục này. Ok, thì mình sẽ để như thế này. Đó, ok. Đây là cái cục phát wifi khi mà kết nối wifi, khi mà mình gắn ở dưới cái đáy loa ha. Rồi bây giờ mình mở nguồn lên thì mình sẽ mở như thế này. Đó, thì nó sẽ hoàn toàn là nó không ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của loa khi mà mình gắn thiết bị phụ trợ vô. Rồi, thì cái cục chuyển đổi wifi này nó có thể cho phép kết nối nó đồng thời là 6 thiết bị cùng lúc qua app ha. Được rồi, khi mà mình sử dụng cái này thì mình sẽ download thêm một cái app. Đó, đây là app hướng dẫn sử dụng, có nghĩa là mình download cái app về rồi mình kết nối với các loa với nhau
thì cái thiết bị khi mà mình đã kết nối qua app thì mọi chuyện nó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn ha. Và em sẽ sớm có một cái clip là trải nghiệm, có nghĩa là thực tế cái loa này trong một cái không gian phòng ngủ hoặc phòng khách chi tiết nhất, em sẽ gửi đến mọi người ha về sau. Và dòng sản phẩm loa Champion chính hãng này sẽ được bán tại Phú Quang với giá hợp lý, bao gồm VAT và bảo hành 12 tháng chính hãng theo đúng cái chuẩn hậu mãi của hãng tại Việt Nam. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Em cảm ơn.